Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm. Nếu bạn đang trong tình trạng tâm tối, thì chìa khóa giải quyết đó là phải vươn lên. Hôm nay, bạn hãy vươn lên cao hết sức có thể, rồi Thiên Chúa sẽ nghiêng mình xuống hết phần còn lại để chạm đến bạn. Đây là câu mà tôi đã từng thấy trên một khung hình và trở thành câu thần chú trong những lúc tôi rơi vào tâm trạng u tối, trầm cảm. Đối với nhiều người trong chúng ta, bóng tối này gọi là người bạn quen nhưng xấu. Nó là chứng rối loạn cảm xúc mà Winston Churchill gọi tên là con chó mực. DSM, cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, đã đưa ra các định nghĩa lâm sàng cho chứng trầm cảm. Còn về mặt thiêng liêng, Thánh Gioan Thánh Giá đã đề cập đến một thứ bóng tối tâm linh trong tác phẩm Đêm Tối của Linh Hồn. Tuy nhiên, trong lần xưng tội gần đây, khi tôi đang trong thời kỳ bị trầm cảm, vị linh mục đã cho tôi một việc đền tội rất đặc biệt, là hãy đọc đoạn tin mừng Matthew chương 14 từ câu 30 đến câu 31, nói về việc Chúa Giêsu đi trên biển trong cơn giông tố và về sự sợ hãi của Phêrô. Cụ thể là suy gẫm về thời điểm khi Phêrô giơ tay vươn tới Chúa một cách tuyệt vọng, giây phút ngay trước khi Chúa Giêsu nắm lấy tay ông. Đó là khoảnh khắc tâm tối và đầy ngờ vực đối với Phêrô. Đức tin của Phêrô đang chao đảo. Đó cũng là phản xạ tự nhiên của một người đang chết đuối. Vươn tay, cố gắng bám lấy bất cứ cái gì để cứu lấy mình. Vị linh mục đã cho tôi một hình ảnh giàu ý nghĩa qua việc suy niệm và đồng thời thực hiện việc đền tội. Hành vi vươn tới nắm lấy bàn tay Chúa Kitô là một ẩn dụ vừa có tính cách tâm lý, vừa có tính cách tâm linh. Tôi hết sức ngạc nhiên vì bản năng sống còn về mặt tinh thần phút chốc phù hợp với ước muốn sống sót về mặt thể lý khi sức đã cùng, lực đã kiệt trong vùng nước thẳm sâu. Để vững tin rằng Chúa nắm lấy tay tôi, không để tôi bị chìm đắm, tôi thường đọc lời nguyện này, có khi đọc tới 3 lần. Lạy Chúa, xin ở lại với con cần Chúa hiện diện để con không quên Chúa. Chúa biết con dễ dàng bỏ Chúa xiết bao. Lạy Chúa, xin ở lại với con. Vì con yếu đuối, con cần sức mạnh của Chúa để con không hoài vấp ngã. Lạy Chúa, xin ở lại với con. Vì Chúa là sự sống của con. Không có Chúa, con không còn nhiệt tâm. Lạy Chúa, xin ở lại với con. Vì Chúa là sự sáng của con. Không có Chúa, con sẽ ở trong tối tăm. Lạy Chúa, xin ở lại với con để con được biết thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại với con để con nghe tiếng Chúa và bước đi theo Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại với con vì con ước muốn được yêu Chúa thật nhiều và mãi mãi được ở bên Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại với con nếu Chúa muốn con trung thành với Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại với con cho dẫu linh hồn con nghèo nàn. Con muốn đó là nơi con an ủi Chúa và là tổ ấm yêu thương. Amen.
Đây là lời nguyện sau rước lễ cụ Thánh Pio năm Dấu. Trầm cảm là một trận chiến. Đối với một số người trong chúng ta, đó là thập giá phải vác cả đời. Tuy nhiên, tâm trạng u tối và trầm cảm không phải là vô ích. Nó mang nhiều ý nghĩa mà chúng ta không nhận ra ngay. Quy luật của Thánh Biển Đức dạy rằng Thiên Chúa có thể được tôn vinh trong mọi sự. Nên khi vác thập giá trầm cảm, chúng ta hãy cố gắng vươn lên hết sức để tìm trợ giúp từ Thiên Chúa. Và đó cũng là lúc đức tin của chúng ta được trưởng thành sâu sắc hơn. Giống như hầu hết các nhân đức khác, đức tin trưởng thành là một điều không dễ gì có được.